Xin mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa, lễ trọng Chúa Nhật lễ lá ngày 24 tháng 3 năm 2024. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị, họ đã trói Chúa giê và giải nạp người cho Phan Lơ Tô. Phan Lơ Tô hỏi người, ông có phải là vua dân do Thái không? Chúa giê đáp, ông nói đúng. Và các thầy thượng tế cáo người nhiều điều, Phan Lơ Tô lại hỏi người rằng, ông không trả lời gì ư, hãy coi họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều. Nhưng Chúa giê không trả lời gì thêm, Khiến Phan Lơ Tổ ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích, cho dân một người tù tùy ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Ba Gia Bơ bị giam, cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Phan Lơ Lê Tổ xin ân xá, theo như quan quen làm. Vậy Phan Lơ Tô hỏi, các người có muốn ta phóng thích cho các người, vua dân do Thái không? Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương, mà các thượng tế nộp người, nhưng dân xin quan phóng thích Ba Gia Bơ cho họ. Phan Lê Tô bảo dân chúng rằng, các người muốn ta làm gì cho vua dân Do Thái, nhưng chúng lại kêu lên, đóng đinh nó đi. Phan Lê Tô đáp lại, người này đã làm gì nên tội, xong chúng càng la to hơn, đóng đinh nó đi. Sau cùng Phan Lê Tô muốn vừa lòng dân, liền tha Ba Gia Bơ và trao chúa Giêsu -xu cho chúng đánh đòn, và đóng đinh vào thập giá, quân lính điệu người vào sân tiền đường, và tập hợp cơ đội lại, chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi cuốn một vòng gai đặt trên đầu người. Đoạn trao người rằng, tàu vua dân rồ thái, rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối chiều bái người, khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người, và chúng điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Sizene, là thân phụ của Alex Furlow và Zofo, vừa ở ngoài đông về, chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điệu người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ, chúng cho người uống rượu pha mộc dược, nhưng người không uống chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người, bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. Và lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá, và có bảng án ghi rằng, vua dân do Thái, và cùng với người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người, như vậy là ứng nghiệm lời thánh kinh rằng, người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói, kia kẻ phá đền thờ thiên chúa, và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo bán người và nói với nhau, nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bây giờ đấng kỳ tô vua Isi hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta thấy mà tin nào. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người, cũng lăng nhục người, từ giờ thứ sáu đến giờ thứ 9, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ, và đến giờ thứ 9, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng, Elo, Elo, Limosabuteni, nghĩa là, lại Chúa con, lại Chúa con, tại sao Chúa bỏ con? có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng kia nó gọi em lia bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy giấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho người uống mà rằng hãy đợi xem em la có đến đem nó xuống không nhưng chúa giêsu kêu một tiếng lớn và chút hơi thở quỳ xuống lặng thinh thở lại trong giây lát màn trong đền thờ sẽ ra làm đôi từ trên xuống dưới viên sĩ quan đứng trước mặt người thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế liền nói rằng đúng người này là con thiền chúa tạ ơn chúa xin mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe để lời chúa được loan tỏa khắp hoàn cầu cảm ơn các bạn nhiều